Ok, thì cuối cùng là cái mẫu loa này. Đây là cái mẫu BS633. Thì cái mẫu này nó cũng có hai phiên bản, BS633 là loa 6W và BS633AT là cái bản cũng 6W nhưng mà nó có thêm chiếc áp. Nó thêm có một cái volume vặn ở đây. Cái này là bằng nhựa HIPS chống cháy, nhựa hít chống cháy. Cái này là công suất 6W. Nó có biến áp ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh từ mức 6W, 3W, 1W. Đây là BS633A sản xuất tại Indo. Cái này lắp đặt thì khá đơn giản, chúng ta chỉ cần đấu dây ở trên này, không cần phải mở cái nắp này. Chúng ta có thể bắt hai con ốc phía trên tường và treo ở ba cái lỗ này lên. Rất là đơn giản thôi. Đây là phía trong của loa, biến áp nằm trong này. Thì loa này rất là thích hợp cho chúng ta có thể lắp ở các cái phòng học này, nhà kho hoặc là hành lang, vân vân. Hoặc là chúng ta cũng có thể lắp ở các cái phòng khám này, bến xe, nhà ga. Rất là nhiều ứng dụng cho cái mẫu này. Khá là nhỏ gọn, gọn nhẹ. Chuyên phát nhạc nền thông báo. Khá là đẹp. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua các cái mẫu loa hộp treo tường của Toa dòng BX, một trong những cái dòng loa khá là thông dụng tại Việt Nam. Chúng ta có thể thấy một trong các cái mẫu loa này hàng ngày tại rất là nhiều các cái địa điểm công cộng. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về các sản phẩm này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.